Chào tất cả mọi người, hôm nay chị Phan Mai sẽ giới thiệu cho các bạn cái tour chùa cả này. Đây, nhìn rất là đẹp luôn. Và bây giờ tụi mình cùng một đoàn tour mọi người. Ok. Và chùa cả này thì mình sẽ tour nó bằng màu cam nha mọi người. Đây, màu cam này toàn bộ tầng này. Thì ta sẽ mình sẽ tô bước xuống con đuôi vậy nha mọi người. Ok rồi. Và cũng thì mình sẽ tô cái phong. Đây, hai con này sẽ làm màu xanh lại nha. Thì ta tên mình sẽ tối xuống một con bài cho mấy nhóm này. Rồi. Như vậy là mình đã hoàn tất tour xong cái chỗ cái này. Và chủ yếu là màu cam và màu xanh lại nhá. Nhìn rất là dễ thương luôn. Ok, và bây giờ thì mình cũng xin phép tập video ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.